chào các bạn đã quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày. Và hôm nay chính là Halloween 31 tháng 10. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau cập nhật xem bản tin ngày hôm nay thì sẽ có những thông tin gì nổi bật nhé. Lễ cưới được mong đợi nhất trong năm của cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã được diễn ra vào chiều ngày hôm nay 31 tháng 10 trong sự ngóng đợi cũng như là háo hức của rất nhiều khán giả và người hâm mộ. Ngày hôm nay 31 tháng 10, Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã chính thức trở thành vợ chồng. Lễ cưới của họ thì đã được đánh giá là đáng chờ đợi nhất của năm nay trong showbiz Hàn. Và hôn lễ được bắt đầu từ 16 giờ theo giờ địa phương, tức là 14 giờ theo giờ Việt Nam. Và tuy nhiên, ngay từ 13 giờ thì cô dâu và chú rể đã xuất hiện trong trang phục áo cưới. Những người hâm mộ thì đã vây kín ở phía ngoài nơi tổ chức buổi lễ. Không rình rang, phô trương, khác với những buổi lễ xa hoa của các nghệ sĩ hạng A, thì Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã chọn một cách trang trí vô cùng đơn giản. Khu vực sân khấu chính được phủ cỏ nhân tạo, ghế bọc vải trắng và buổi lễ được diễn ra trong một không gian khép kín, thắt chặt an ninh với sự tham gia của tối đa chỉ 300 khách mời. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vào sáng ngày hôm nay 31 tháng 10 đã cho biết rằng Khải Siêu và những cửa hàng kinh doanh của Khải Siêu đã vi phạm một cách vô cùng nghiêm trọng và đủ điều kiện để cấu thành tội danh phạm pháp hình sự. Trả lời cho câu hỏi về việc vì sao Bộ Công Thương lại quyết định chuyển hồ sơ vụ Khải Siêu cho cơ quan điều tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, trên thực tế, sau khi có báo cáo tổng hợp về vụ việc này của các cơ quan chức năng, thì trong đó có báo cáo từ các đơn vị liên quan của Bộ Công Thương, cộng thêm các thông tin, dấu hiệu và chứng cứ vi phạm pháp luật của Khải Siêu đã cho thấy các hành vi vi phạm của doanh nghiệp này cũng như là các cửa hàng kinh doanh sản phẩm của Khải Siêu là vô cùng nghiêm trọng và đủ các yếu tố để có thể cấu thành phạm pháp hình sự. Và theo ông Trần Tuấn Anh, các hành vi như là làm giả nhãn mác cho các sản phẩm nhập từ nước ngoài, lừa dối gây ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng, vi phạm pháp luật ở nhiều khía cạnh khác nhau. Ông cho biết, chúng tôi thấy đã đủ các yếu tố để cấu thành phạm pháp hình sự và đặc biệt tính chất nghiêm trọng của lĩnh vực này, Bộ trưởng Công Thương đã nói. Và vẫn theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, thì về quy mô cũng như là các mức độ của hành vi vi phạm này đã vượt quá mức xử lý vi phạm hành chính và đủ điều kiện để chuyển đến các cơ quan điều tra về kinh tế để làm rõ. Chưa lập đông nhưng băng tuyết đã xuất hiện trên đỉnh Phan Xipang tại Lào Cai và cây cối ở nơi đây thì đã được bao phủ bởi một lớp băng trong suốt. Sáng sớm ngày hôm nay 31 tháng 10, nhiều du khách tham quan đỉnh núi Phan Xipang tại Lào Cai, nơi có độ cao là 3.143m so với mực nước biển, đã bất ngờ khi thấy hầu như là cây cỏ đã được bao phủ bởi một lớp băng trong suốt. Một số triền núi dốc thì băng đã đóng hình lưỡi kiếm và nhiệt độ ngoài trời đã xuống còn 0 độ C. Đến khoảng 8 giờ 30 sáng nay khi nắng lên thì băng đã tan dần. Và theo ông Lưu Minh Hải, giám đốc Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, nhiệt độ vào sáng nay ở Sapa đã xuống thấp chỉ còn 8,3 độ C và trung bình khi lên cao 100m thì nhiệt độ sẽ giảm 0,6 độ C. Vì thế, nhiệt độ ở đỉnh Phan Xipang sẽ có thể xuống đến 0 độ C và xuất hiện băng giá, ông Hải đã cho biết. Ông Hải còn nói thêm, phải đến ngày 7 tháng 11 mới là lập đông và việc băng giá xuất hiện vào tháng 10 này là hơi sớm so với trung bình nhiều năm nay. Và tuy nhiên, đó không phải là điều gì quá bất thường của vùng thời tiết núi cao. Trong ngày Halloween thì một cô gái trẻ đã gần như phá hủy đôi mắt của mình bởi một lớp trang điểm và hóa trang, gần như đã đốt cháy đôi mắt. Emma Chuen đã hóa trang thành một nhân vật chú hề với bạn bè trong dịp lễ Halloween và chỉ trong vài giờ thì cô gái trẻ 25 tuổi này đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng là đôi mắt như là bị ai đó xé toạc. Đôi mắt của cô sưng húp với những vết lấp lánh màu vàng, xước toàn bộ vùng giác mạc và có lẽ là chỉ cần cấp cứu muộn một chút nữa thôi thì có lẽ cô sẽ phải chịu cảnh mù lòa cả đời. Và sau khi sự việc xảy ra thì cô nàng này đã dành một lời khuyên cho giới trẻ, đó là phải thật sự cẩn thận khi dùng mực trang điểm và đặc biệt là loại mực rẻ tiền trong những ngày lễ hóa trang và đặc biệt là lễ Halloween. Và sau khi hóa trang thì cô gái đã đến câu lạc bộ chơi cả đêm với bạn bè và giữ nguyên lớp trang điểm đó. Cô đã cho biết, đầu tiên thì mắt trái của tôi bị ngứa và khó chịu, tôi đã lấy giấy ướt lau đi và chỉ nghĩ đơn giản đó là do kim tuyến rơi vào mắt. Nhưng chỉ một lúc sau thì mắt của cô nàng đã sưng mọng và không thể mở ra được. Sáng ngày hôm sau thì cô gái trẻ đã thức dậy trong tình trạng là hai mắt không thể mở nổi và không còn nhìn thấy gì nữa. 4 ngày sau khi bình phục thì cô gái gặp tai nạn hy hữu này đã phải đeo kính do đôi mắt bị ảnh hưởng quá nặng nề. Cô đã chia sẻ rằng, Halloween vô tình đã trở thành một câu chuyện ám ảnh nhất của cuộc đời tôi khi thiếu một chút nữa thì tôi đã biến thành một người mù lòa. Các bạn thân mến, và đó là những tin tức nổi bật có trong video ngày hôm nay ngày 31 tháng 10. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn sẽ có một tháng 11 thật nhiều niềm vui và nhiều màu sắc hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.